Bữa nay anh ra đây nha, ở đang đi mua bơ lên bắt đầu ra cái quẹt khác có một số người lái á, bên đây là không biết tắt bên đây là sợ chắc vừa là đố người ta rồi đại đi cùng tắt mình lái sao đi bạn đó sao vậy? Tổng tí giống như phòng cái tài chính gì đấy. Ừ rồi, phòng phòng quản lý chung. Phòng lý cái phòng quản lý cái gì cái cấu tầng cái không cũng chập phá rồi. Phòng tiền người lái là vừa luôn, vừa để bự lắm. Bự quá rồi đi phòng hạ tầng ấy mới là đem dài dài đó. Thì ý là nó bự. Tầng cho con. Nó bự thì bây giờ còn tiền lái mình lấy bản đó mình đi vô tiền lái để ngủ chưa em các đầu tiên vô bên đây là không biết gì chứ nữa không không hiểu luôn á nếu mình chưa biết phòng có phòng tiền lái phòng bên đây là gì
Bè chặt rồi không được chơi với người người xấu. Xấu rồi sao? Xấu rồi kiểu đi xa đúng không? Chết sao không? Xấu rồi xa. Chưa đủ được chặt đồ rồi đấy. Đó đủ. Cái đó là bản lĩnh. Duyên nợ thôi phải không? Duyên nợ chưa đó là duyên nợ sớm quá. Vậy là hay. Sớm quá. Gần nhà không anh? Anh gì gần nhà không? Xe là lắm. Gần người duyên. Đi trên duyên thôi mà đó. Chị bạn của em ạ. Không cán. Mm-hmm.